Nước giải khát Bibigo đã khát và sảng khoái. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Tôi là Kim Hằng và rất vui được gặp lại khán giả của chương trình Phóng sự thực tế. Đầu tuần thường bận rộn, nhưng quý vị đừng quên đồng hành với chúng tôi trong các phóng sự tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là một vấn đề không mới nhưng chưa bao giờ cũ. Thời tiết nắng nóng khiến nhiều người dân ở Hà Nội bất chấp nguy hiểm đổ xô ra các hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng và nhiều bãi tắm tự phát trên sông Hồng để giải nhiệt. Sông, hồ có không gian rộng rãi, thoáng mát và không mất tiền mua vé. Đó là lý do mà nhiều người giải thích cho việc tắm ở những khu vực này. Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Năm 2015, Hà Nội xảy ra hàng chục vụ đuối nước. Gần nhất, ngày 3 tháng 6 năm 2016, một thanh niên bị tử vong khi tắm tại hồ Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng. Mặc dù biết tử thần trực chờ, nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, vô tư xuống ao hồ để giải nhiệt. Mỗi chiều, ao Trung Thanh ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội có hàng chục người, trong đó chủ yếu là trẻ nhỏ đến bơi lội. Thường anh đi làm về là tầm ngày là 5:30 là anh đưa cháu xuống đây tắm cho cháu biết bơi thôi mà. Mực nước ao Trung Thanh ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội sâu khoảng 3 mét. Mặc dù nơi đây có biển cấm nhưng nhiều người vẫn thản nhiên bơi lội. Mỗi trường hợp lại có những lý do khác nhau, thế nhưng tai nạn ập đến rất nghiêm trọng, thậm chí là mất mạng và không thơ ngây như một số câu trả lời này. Tại sao cháu lại ra đây tắm? Bởi vì cháu bơi để cháu thi ạ. Tại vì hôm nay mẹ cháu bắt tắm. Bắt tắm ạ? Đó mẹ cháu bảo đi. Được tự do thoải mái. Còn bể bơi người ta cấm không cho ra xa. Trong những ngày nắng nóng, Hồ Tây và Hồ Linh Đàm Hà Nội cũng ghi nhận hàng chục người cùng vật nuôi đến giải nhiệt. Điều đáng lo là nguồn nước tại đây khá ô nhiễm và áo phao là vật dụng rất hiếm khi xuất hiện. Nói chung là bạn bè các thứ thì nó thoải mái hơn, ở đây thì nó thân thiện hơn và nó đỡ được chi phí, kinh phí của mình hơn. Đương nhiên là sẽ không sạch bằng ở trong hồ bơi rồi. Nếu mà nhìn ở mắt thường thì không sạch bằng rồi, nhưng còn nói chung là cũng thôi cũng kệ thôi. Nguồn nước thì ở đâu cũng thế. Trong hồ bơi, nhiều hồ bơi hiện tại ở Hà Nội mình, nhiều hồ bơi nó nhiều khi còn không được như nước ngoài tự nhiên. Nên là mình lựa chọn nước pha bơi để nó thoải mái. Nó không bị gò bó trong cái khoảng không gian. Các cháu đang tắm ở ngoài kia. Thế anh có cái sử dụng cái biện pháp gì để bảo toàn cho các cháu như gia đình mình? Thông thường thì không, bởi vì các cháu như anh nó đều đi bơi hết rồi. Đây thì là không nguy hiểm lắm, bởi vì đây cái mực nước rất là lông. Đấy là từ đây ra ngoài kia khoảng 50 mét, nó vẫn chỉ có khoảng 1 mét nước thôi. Đây cái mức độ nguy hiểm thứ hai là bãi cát thoải, là không có những chỗ hồ sâu mà đột xuất hoặc các dòng nước xoáy. Các chuyên gia y tế cảnh báo việc tắm ở ao hồ có thể gây ra những bệnh như viêm da, dị ứng, đau mắt hột. Thậm chí, hành động này phải trả giá bằng tính mạng ngay cả với người biết bơi. Vì vậy, ngoài việc cơ quan chức năng rốt ráo ra quân nhắc nhở, mỗi người cần nâng cao ý thức, không chủ quan lơ là để hạn chế số vụ đuối nước thương tâm vì tắm ở ao hồ. Tiếp nối chương trình là một thông tin vui cho người dân ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếng ồn dai dẳng, khói thải, bụi vải bao trùm, bệnh tật đeo bám sẽ không còn là nỗi ám ảnh với các hộ dân sống cạnh xưởng sản xuất quần jean tại ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi phóng sự thực tế ngày 9 tháng 6 phản ánh, Ủy ban Nhân dân xã Bà Điểm nhanh chóng xử phạt 2 triệu 500 ngàn đồng và yêu cầu cơ sở trên phải di dời ra khỏi khu dân cư trong thời gian sớm nhất. Tiếng ồn dai dẳng, khói thải, bụi vải bao trùm, đó là thực trạng mà các hộ sống cạnh xưởng sản xuất quần jean tại ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang phải hứng chịu. Điều này khiến cuộc sống nhiều gia đình bị đảo lộn, bệnh tật đeo bám hàng ngày. Sau khi phóng sự thực tế phát sóng, Ủy ban Nhân dân xã Bà Điểm nhanh chóng xử phạt 2 triệu 500 ngàn đồng và yêu cầu cơ sở phải di dời ra khỏi khu dân cư trong thời gian sớm nhất. Hơn
Hơn một năm nay, từ khi dọn về nhà mới ở khu dân cư tổ 23, ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, bà Phạm Ngọc Ánh phải khổ sở đối diện với sức nóng, tiếng ồn và bụi bẩn phát ra từ cơ sở sản xuất quần jean nằm ngay bên cạnh. Nó hoạt động có khi 24/24, cái sức nóng của đồ, cái lực máy nó đưa qua, nó ảnh hưởng cho gia đình. Thứ nhất là cái tường tôi nó cũng bị ảnh hưởng, nó bị nứt. Thứ hai nữa là nóng quá, sức chịu đựng con người nó cũng có giới hạn. Thứ hai nữa là coi như là bây giờ bụi giải nó bay qua, nó làm ảnh hưởng cho mái nhà. Sau khi phơi đồ, bà Ngô Thị Hoa ở tổ 23 ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn phải dùng cây lăn bụi để làm sạch quần áo. Tuy nhiên, bệnh tật vẫn thường xuyên đeo bám các thành viên trong gia đình. Ồn nhiều lắm, thành ra là phải nhiều khi có lúc cho em bé lên nhà ngoại để ở đỡ, cho nó đỡ qua cái cơn mà ồn. Mà em bé rất là khó ngủ. Nhiều khi rồi cái vài triệu chứng mà ho nè, sốt rồi đó. Mà chắc có lẽ là mình nghĩ là chắc có về cái vải sợi này nè, nó làm cho em bé khó chịu á, hay là dẫn đến cái ho. Do nằm lọt thỏm giữa khu dân cư và bên cạnh là trường mầm non, nên ống xả thải sừng sững này từng ngày tác động tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt là với trẻ em. Sau khi phóng sự thực tế phản ánh, Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm lập tức xử phạt cơ sở sản xuất quần jean 2.500.000 đồng do không có giấy phép kinh doanh. Qua làm việc, chủ cơ sở cam kết sẽ từng bước di dời ra khỏi khu dân cư. Trong quá trình di dời, cơ sở sẽ không hoạt động các hạng mục làm ảnh hưởng đến người dân. Hy vọng dưới sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng ô nhiễm tại khu dân cư tổ 23, ấp Tây Lân sẽ nhanh chóng được giải quyết triệt để. Phóng sự thực tế sẽ tiếp tục theo sát để cung cấp những hình ảnh mới nhất. Nếu khu vực sinh sống tồn tại những vấn đề tương tự, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi theo số điện thoại 0908 467 437 hoặc 0839 33 3359. Ngoài ra, quý khán giả có thể để lại ý kiến, thông tin phản ánh trên trang fanpage www.facebook.com/phóngsuthực tế. Xin lưu ý thêm, mọi phóng sự đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn nhãn hàng nước giải khát Pirico đã đồng hành với chương trình. Còn bây giờ, Kim Hằng xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Nước giải khát Pirico đã khát và sảng khoái. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.